Tâm tịnh tắc quốc độ tịnh. Nhất là với những người tu pháp môn tịnh độ, nhất định quý vị phải biết mình đang tu gì. Quý vị đang tu tâm thanh tịnh chứ không phải thứ khác. Vậy ta dùng cách gì để tu? Hiện đại đa số dùng cách trì danh niệm Phật. Có thật trì danh niệm Phật sẽ được tâm thanh tịnh chăng? Nếu niệm nhiều năm mà tâm thanh tịnh vẫn chưa thấy, thì chúng ta phải suy nghĩ. Nếu niệm Phật mà không thấy hiệu quả, thì chắc chắn đã có vấn đề. Chẳng phải vấn đề của kinh điển, tuyệt đối không phải do cách chú giải của các bậc cao tăng. Vấn đề ở ngay chính chúng ta. Chúng ta đã làm méo mó nghĩa của kinh văn và chú giải của chư vị tổ sư. Cho nên mới không hiệu quả. Nếu thật chánh trì chánh kiến, sao có thể không có tâm thanh tịnh? Quý vị có được tâm thanh tịnh thật sự, thì chắc chắn trí huệ của quý vị tăng trưởng, phiền não sẽ nhẹ đi, pháp hỷ sẽ sung mãn, quý vị sanh tâm hoan hỷ. Lúc đó mới biết Phật pháp rất chân thật, không hề giả tạo. Nhưng phần lớn đều không có hiệu quả rõ rệt. Mấy bữa nay thầy giáo Hồ Tiểu Lâm ở Bắc Kinh đến đây thăm tôi. Thầy nói với tôi, 4 tháng nay thầy niệm Phật. Do trước kia công phu niệm Phật của thầy không đắc lực, nên niệm hết sức vất vả. Thầy xem Ấn Quang Pháp Sư văn sao xong, thì cảm nhận thật sự vì 10 cách niệm mà Ấn Quang Đại Sư hướng dẫn. Thầy học hỏi và thực tập nghiêm túc 4 tháng, và hiệu quả rất tuyệt vời. Tôi mời thầy báo cáo trong học hội của chúng tôi để chia sẻ với mọi người, vì chuyện đó vô cùng quan trọng. Lời của Ấn Quang Đại Sư chắc chúng ta đều biết, nhưng không chịu thực hiện. Phải dùng tâm tĩnh niệm. Câu niệm Phật phải từ trong tâm sinh ra, từ miệng niệm ra, để tai nghe được. Tất cả phải hết sức rõ ràng. Tâm sinh ra rõ ràng, miệng niệm rõ ràng, tai nghe rõ, lại cộng thêm tính số từ 1 đến 10. Lúc mới bắt đầu tốt nhất niệm chậm, chớ quá nhanh. Vì nhanh sẽ không nhớ kỹ, dùng chuỗi niệm thì sẽ phân tâm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cứ từng câu như thế, câu nào cũng rõ ràng và nhầm số trong đầu. Câu này là câu Phật hiệu thứ mấy? Từ 1 đếm đến 10. Nhưng từ 1 đến 10 không dễ, quý vị sẽ quên. Mà quên thì tính lại từ đầu. Thật chẳng có cách nào
thì đại sư dạy ta chia làm hai đoạn, từ 1 đến 5 nhớ thật kỹ, kế đó nhớ thật kỹ từ 6 đến 10. Dùng cách này không phải 1, 2, 3, 4, 5 rồi 1, 2, 3, 4, 5 vẫn đủ 10 câu. Trước 5 câu 1, 2, 3, 4, 5, sau 5 câu 6, 7, 8, 9, 10, quý vị phải tính như vậy đó. Niệm xong 10 câu lại đến câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba, như thế rất nhiếp tâm. Vì khi niệm Phật tạp niệm quá nhiều, vọng niệm lung tung, dùng cách này thì có thể nhiếp vọng niệm lại, chính là đồ nhiếp lục căn mà Đại Thế Chí Bồ Tát nói. Phương pháp này có 3 cái rõ rệt. A Di Đà Phật từ này rõ, nghe rõ thì niệm rõ, nghe rõ thì đếm rõ. Hay có khó khăn thì quý vị cứ dùng cách tính 3, 3, 4. Đoạn thứ nhất 3 câu, 1, 2, 3. Đoạn thứ nhì 3 câu, 4, 5, 6. Đoạn thứ tư 4 câu, 7, 8, 9, 10. Quý vị dùng phương pháp này gọi là đồ nhiếp lục căn. Tịnh niệm tương tục do Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, quý vị cứ thử xem. Khi Hồ Tiểu Lâm báo cáo thì Hồ cư sĩ đứng ở bên nắm bắt được. Cô ta đã thử trong mấy ngày và bảo với tôi là rất hiệu quả. Quả thực không như nhau, tâm hoan hỷ sinh ra rồi. Đương nhiên nhân tố quan trọng nhất, phương pháp chỉ là trợ duyên, nhân tố quan trọng nhất là quý vị buông xả được, buông bỏ thật sự. Đó mới là nhân chân thật. Khi buông xả sẽ được tự tại, được vui vẻ, y như người ở thế giới cực lạc vậy. Người ở đó có gì khác với chúng ta? Chính là họ đã buông xả được. Chúng ta thì chẳng chịu buông bỏ gì cả. Quả thực hệ buông xả hết thì chẳng khác biệt gì so với người ở cực lạc. Họ cực vui, chúng ta cũng cực vui. Quan trọng là buông bỏ. Buông bỏ nhất định phải nhìn thấu, biết thế giới này đều là giả tạm, chẳng có gì là thật, thì quý vị mới buông hết được. Không buông xả được chính là do quý vị thấy nó là thật, đã sai lầm. Tâm tịnh tắc quốc độ tịnh. Nhất là với những người tu pháp môn tịnh độ, nhất định quý vị phải biết mình đang tu gì. Quý vị đang tu tâm thanh tịnh chứ không phải thứ khác. Vậy ta dùng cách gì để tu? Hiện đại đa số dùng cách trì danh niệm Phật. Có thật trì danh niệm Phật sẽ được tâm thanh tịnh chăng? Nếu niệm nhiều năm mà tâm thanh tịnh vẫn chưa thấy, thì chúng ta phải suy nghĩ. Nếu niệm Phật mà không thấy hiệu quả, thì chắc chắn đã có vấn đề. Chẳng phải vấn đề của kinh điển, tuyệt đối không phải do cách chú giải của các bậc cao tăng. Vấn đề ở ngay chính chúng ta. Chúng ta đã làm méo mó nghĩa của kinh văn và chú giải của chư vị tổ sư, cho nên mới không hiệu quả. Nếu thật chánh tri chánh kiến, sao có thể không có tâm thanh tịnh?
Quý vị có được tâm thanh tịnh thật sự thì chắc chắn trí huệ của quý vị tăng trưởng, phiền não sẽ nhẹ đi, pháp hỷ sẽ sung mãn, quý vị sanh tâm hoan hỷ. Lúc đó mới biết Phật pháp rất chân thật, không hề giả tạo. Nhưng phần lớn đều không có hiệu quả rõ rệt. Mấy bữa nay thầy giáo Hồ Tiểu Lâm ở Bắc Kinh đến đây thăm tôi. Thầy nói với tôi 4 tháng nay thầy niệm Phật. Do trước kia công phu niệm Phật của thầy không đắc lực nên niệm hết sức vất vả. Thầy xem Ấn Quang Pháp Sư văn sao xong thì cảm nhận thật sự vì 10 cách niệm mà Ấn Quang Đại Sư hướng dẫn. Thầy học hỏi và thực tập nghiêm túc 4 tháng và hiệu quả rất tuyệt vời. Tôi mời thầy báo cáo trong học hội của chúng tôi để chia sẻ với mọi người, vì chuyện đó vô cùng quan trọng. Lời của Ấn Quang Đại Sư chắc chúng ta đều biết, nhưng không chịu thực hiện. Phải dùng tâm tính đến. Câu niệm Phật phải từ trong tâm sinh ra, từ miệng niệm ra, để tai nghe được. Tất cả phải hết sức rõ ràng. Tâm sinh ra rõ ràng, miệng niệm rõ ràng, tai nghe rõ, lại cộng thêm tính số từ 1 đến 10. Lúc mới bắt đầu tốt nhất niệm chậm, chớ quá nhanh. Vì nhanh sẽ không nhớ kỹ, dùng chuỗi niệm thì sẽ phân tâm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cứ từng câu như thế, câu nào cũng rõ ràng và nhầm số trong đầu. Câu này là câu Phật hiệu thứ mấy? Từ 1 điểm đến 10. Nhưng từ 1 đến 10 không dễ, quý vị sẽ quên. Mà quên thì tính lại từ đầu, thật chẳng có cách nào. Thì Đại Sư dạy ta chia làm 2 đoạn, từ 1 đến 5 nhớ thật kỹ, kế đó nhớ thật kỹ từ 6 đến 10. Dùng cách này không phải 1, 2, 3, 4, 5 rồi 1, 2, 3, 4, 5 vẫn đủ 10 câu. Trước 5 câu 1, 2, 3, 4, 5, sau 5 câu 6, 7, 8, 9, 10. Quý vị phải tính như vậy đó. Niệm xong 10 câu lại đến câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba, như thế rất nhiếp tâm. Vì cái niệm Phật tạp niệm quá nhiều, vọng niệm lung tung, dùng cách này thì có thể nhiếp vọng niệm lại, chính là đồ nhiếp lục căn mà Đại Thế Chí Bồ Tát nói. Phương pháp này có 3 cái rõ rệt. A-di-đà Phật từ này rõ, nghe rõ thì niệm rõ, nghe rõ thì đếm rõ. Hay có khó khăn thì quý vị cứ dùng cách tính 3, 3, 4. Đoạn thứ nhất 3 câu, 1, 2, 3. Đoạn thứ nhì 3 câu, 4, 5, 6. Đoạn thứ tư 4 câu, 7, 8, 9, 10. Quý vị dùng phương pháp này gọi là đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục do Đại Thế Chí Bồ Tát dạy. Quý vị cứ thử xem. Khi Hồ Tiểu Lâm báo cáo thì Hồ cư sĩ đứng ở bên nắm bắt được.
Cô ta đã thử trong mấy ngày và bảo với tôi là rất hiệu quả. Quả thực không như nhau, tâm hoan hỷ sinh ra rồi. Đương nhiên nhân tố quan trọng nhất, phương pháp chỉ là trợ duyên, nhân tố quan trọng nhất là quý vị buông xả được, buông bỏ thật sự. Đó mới là nhân chân thật. Khi buông xả sẽ được tự tại, được vui vẻ, y như người ở thế giới cực lạc vậy. Người ở đó có gì khác với chúng ta? Chính là họ đã buông xả được. Chúng ta thì chẳng chịu buông bỏ gì cả. Quả thực hệ buông xả hết thì chẳng khác biệt gì so với người ở cực lạc. Họ cực vui, chúng ta cũng cực vui. Quan trọng là buông bỏ. Buông bỏ nhất định phải nhìn thấu, biết thế giới này đều là giả tạo, chẳng có gì là thật, thì quý vị mới buông hết được. Không buông xả được chính là do quý vị thấy nó là thật, đã sai lầm.